Hello, xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã trở lại với kênh CT Vlog. Hôm nay mình đang ở trên khách sạn Malibu, thành phố Vũng Tàu. Khách sạn này thuộc hạng 4 sao các bạn nha. Đây, mình đang đi trên chỗ tầng 5. Đây là đang hồ bơi các bạn nha. Hồ bơi. Mình sẽ đi review cho các bạn xem nha. Hiện tại bây giờ là đang khoảng 8 giờ sáng. Bây giờ mới đang ăn ở cái sạn này thì đang ăn buffet ở dưới tầng 3. Còn trên tầng này là chỉ có uống cà phê với hồ bơi thôi. 8 giờ sáng đông là khách cũng ít. Hôm nay cũng đang là ngày giữa tuần, nay là đang thứ 6. Năm thứ 6 nhưng mà khách rất vắng các bạn ạ. Đây có cô tiếp viên đây. Sạn này nó vào khoảng 20 tầng. Malibu này 20 tầng các bạn nha. Trước các bạn. Trời hôm nay vẫn là nó còn 8 giờ sáng nên trời vẫn còn đang sương mù nhiều mây các bạn nhé. Rồi các mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên kênh CT Vlog. Chắc mình cũng xin chào các bạn nha. Mình sẽ review cho các bạn những video mới hơn tiếp theo các bạn nha.